có muốn say cùng em không? Có thế, thế chưa? Này. Em xem một mình đi. Rồi, tiếp theo. Tại vì bọn em thắng một vòng ấy, cho tất cả mọi thứ cũng phải làm chậm chậm đi. Cho em lên hình kinh nghiệm. Còn ba rồi, mình chậm chậm thôi để hưởng thụ. Đúng không anh? Đây là bánh các loại quả. Cái bánh này nó chia ra 8 miếng, mình có 7 người là dư 1 miếng nè. Cái vấn đề có quan trọng không? Nãy giờ em thắng mình đâu cho người ta ăn đâu nên là chỉ như này. Pancake ngon á. Ê, cái bánh này ngon nè, nó không quá ngọt. Thật sự, nghiêm đã thay dâu rồi quanh. Trời trời nóng mà ăn cái này chắc ngon. Ngồi cho em. Rồi anh trở mặt với mọi người bên đó vậy luôn hả? Nếu mà nãy giờ mình sẽ ăn toàn là chiên đồ. Ừ, đúng rồi. Ăn đi, ăn đi. Ủa, à, quên, cua sao ăn được. Ừ. Đắt kìa. Biết sao mà mấy trái này nó mắc tiền mà nó quý không? Tại vì trong mấy trái này là có chất chống oxy hóa rất là nhiều. Có vitamin. Có vitamin. Rất là tốt. Đại có ăn gì đâu mà chùi miệng. Thì chùi miệng thôi, tưởng tượng mình đang ăn. Cái món này là rất là mát. Và nó có cái mùi rượu. Nó làm cho cái này nó thơm hơn chứ nó không có nồng. Đúng rồi. Có mùi rượu đúng không? Nào em say quá này. Em say là do em bị đói đó. Hai cái dòng trước không được ăn. Có muốn say cùng em không? Có thế, thế chưa? Này. Em xem một mình đi. Rồi, tiếp theo. Tại vì bọn em thắng một vòng ấy, cho tất cả mọi thứ cũng phải làm chậm chậm đi. Cho bọn em lên hình kinh nghiệm. Còn ba rồi, mình chậm chậm thôi để hưởng thụ. Đúng không anh? Đây là bánh các loại quả. Cái bánh này nó chia ra 8 miếng, mình có 7 người là dư 1 miếng nè. Cái vấn đề có quan trọng không? Nãy giờ em thắng mình đâu cho người ta ăn đâu nên là chỉ miếng như này. Pancake ngon á. Ê, cái bánh này ngon nè, nó không quá ngọt. Thật sự, nghiêm túc. Bánh này mình làm từ bột mì nhưng mà phải bột mì nhuyễn như mình, mà bột mì nguyên cái cái á, nó tốt cho trí não lắm á. Rồi thật là canh bánh tì. Rất là mềm mại nha, mà cái vị ngọt nó rất là thanh chứ không có bị gắt. Đúng rồi. Hình như cái bột mì này ăn không có mập. Ừ. À, mình được cái này mà không có rượu đúng không? Không. Hồi nãy em tỉnh rồi. Thủy rất là dễ thương nha. Hồi nãy đây múc cho Thủy một miếng nè. Chết, cái này phải múc rồi chứ không có dùng. Thật sự là vì cảm ơn. Cái này bọn em không thể ăn hết được. Không sao, không sao. Cứ chia sẻ. Anh quay phim. Ăn đi, đâu để ăn đi cho mệt quá rồi. Anh quay phim. Em cứ thế anh được cực dễ rồi. Thôi bình tĩnh em, anh quay đi. Bây giờ sau khi ăn xong, anh Thủy sẽ tặng lại một đoạn cải lương nào đó, đúng không? Thôi. Thôi trả lại ăn. Đừng bắt em hát. Được, anh chấp nhận giọng hát của em. Em hát như độc rap vậy đó. Anh thích nghe giọng hát độc rap. Vỗ tay. Châu Linh bà, châu vô mẫu nhá. Thôi ăn lẹ rồi về cho rồi đi. Sao cái tay sẽ ép ngoài. Chứ biết gì? Biết ăn. Ok, trong vòng 3 giây ăn hết miếng bánh đó. 3, 2, 1, cũng không biết luôn. Không biết cái gì hết trơn thiệt. Biết yêu không? Nghe đồn mới có bạn trai hả? Đây không phải là tạp chí showbiz. Đây là món ăn của bọn tôi. Nhóm này là nhóm ta. Qua bao nhiêu vòng rồi, trung tâm được ăn cái món ăn này không? Nếu không ăn nữa thì thôi, mang hết đi. Chắc chắn rồi vì hai cái này có mỗi hai cái thôi. Tôi chỉ có được ăn thôi. Các bạn chỉ được ăn đúng món đó thôi. Còn muốn ăn nữa phải có tài năng mới ăn được. Rồi, chúng ta tiếp tục món này đi. Bánh trái dầu. Ngon bộ, ngon á. Cái này nó vừa béo mà vị ngọt của nó rất là vừa phải. Thêm cái vị chua của dâu nữa. Đây là món ăn rất là hòa quyện. Hòa quyện. Hòa quyện. Hòa quyện. Đây, trời ơi, các loại trái cây. Cái này là đúng là chất lượng đó. Không hề mập chút nào hết. Rất tốt cho sức khỏe. Nhiều chất chống oxy hóa, ngăn chặn cái tình trạng lão hóa của các tế bào trong hệ thần kinh. Không thể tưởng tượng được tại sao tạo hóa lại sinh ra những cái trái mà hay như vậy. Cái này là cái họ nhà dâu. Trộn trộn băng đỏ. Oh. Đúng là ngon. Bên kia đang tiếc hùi hụi. Hát bài nào có chữ Châu, cho em ăn hết cái tô này luôn. Anh hát bài nào có chữ Phương cho em nghe đi. Có luôn.
nhiều lần ngập ngừng muốn nghĩ tiếng yêu đương sau khi thành công. Như em thật lâu cũng như tình đơn phương, đôi khi thấy em vui vui còn mày sao xuyến. Hát bài đầu chữ Châu dễ quá mà. 5, 4, 3, 2, 1 go. Đèn châu pha người dân nữ bông hoa núi rừng. Và bây giờ chúng ta sẽ tới cái món mà nãy các bạn làm á, canola. Gia Ua là ở từ bên Hy Lạp gửi bằng đường máy bay về đây mới sáng qua dựng. Ngon. Các loại này ốc chó, hạt điều. Cái này nó năng lượng nhiều lắm luôn á Khánh. Granola này là cái món mà gọi là ăn sáng mà thời thường nhất trên thế giới đó. Hiện tại người ta hay ăn này lắm. Còn anh thì mì gói là món ăn thời thường. Mình đang nói rồi, anh không ăn nữa. Em đã từng ăn món này rồi. Em thấy nó ngon. Ngon em ăn. Ngon. Như vậy là chúng ta trải qua nhiều món ăn rất là tốt. Và bây giờ là phần cuối cùng, đó là phần bánh Việt. Ten ten ten. Tuần này bánh Việt sẽ chiêu đãi bạn món gì đây? Chờ xem nhé. Đầu tiên là một món bánh vô cùng đơn giản luôn, bánh kẹp. Cho bột gạo ra tô, thêm nước, trứng gà, mè đen và mè trắng. Nhớ đừng quên thêm bột cốt dừa vào cho thơm nha. Bây giờ thì trộn đều cho tất cả hòa quyện nào. Trước khi nướng bánh thì phải quét khuôn bằng một lớp mỏng dầu ăn. Cùng xem nghệ nhân tráng bánh nào. Đậy nắp vào và chờ bánh chín thôi. Hãy dùng đũa cuộn bánh như thế này là có ngay chiếc bánh kẹp thơm thơm giòn giòn rồi. Cắn một miếng bánh phảng phất mùi dưa và mè tan trong miệng, đảm bảo tuổi thơ sẽ ùa về ngay lập tức cho xem. Kế đến là những chiếc bánh xinh xắn lắm đây. Bạn có đoán được bánh gì không? Trước tiên phải bào khoai mì thật nhuyễn đã. Tiếp theo xào dừa với đường trên chảo cho đến khi đường tan đều và thấm vào dừa. Cho sữa đặc, đường, bột năng, bột cốt dừa vào tô, thêm chút nước rồi khuấy đều cho tan. Thêm khoai mì bào vào rồi trộn nhẹ là hoàn tất phần bột. Một chút nước cốt lá dứa và lá cẩm như thế này sẽ giúp bạn có những chiếc bánh đầy màu sắc đấy. Khuấy đều bột trên chảo với lửa nhỏ cho đến khi kết thành khối dẻo mịn. Hãy cùng quan sát cách nghệ nhân Hiền Minh tạo hình bánh nào. Đơn giản quá phải không nào? Mau đem bánh đi hấp thôi. Chà, bánh chín long lanh đẹp xinh chưa này? Lăn bánh